750 phân khối. Để mua được con này thì mình phải bán 300 tấn phân. Bây giờ mê cái mô tô quá. Xém nó thì mua cái xe giấy tờ giả rồi. Tại vì mê quá, mình thừa biết là nó giấy tờ giả nhưng mà mình quá mê rồi. Mình dự định là cuối năm nay vào khoảng tháng 10 mình sẽ mua cái CBR 650R, nhưng mà cái tình hình kinh tế nó không đi như mình mong muốn, thế thì cái dự kiến của mình nó không xảy ra được. Mình quá là thích cái mô tô đi, từ cái hồi mà đại học đến giờ ấy. Mình muốn mua cái CB 750 rất là lâu rồi. Thì hôm trước mới gặp cái, thì cái anh ấy bán lại có 50 mấy triệu thôi. Mình thừa biết cái giá đấy là giấy tờ gì rồi. Máy rất là tốt. Mê quá. Tính là chồng tiền sang lấy ngay đấy, nhưng mà đắn đo, bởi vì từ trước đến giờ không bao giờ mình khuyên anh em mê mô tô mà mua cái loại giấy đấy hết. Nếu như mà mình không có đội nhóm, không có kinh nghiệm thì cái chuyện mà mất xe là hiển nhiên rồi, nó rất là dễ xảy ra. Mất xe thì không nói, bởi vì xác định chơi thì xác định mất xe chả sao cả, nhưng mà anh em mình chơi thì chơi, chứ còn nếu mà dính vào pháp luật ấy thì nó là câu chuyện khác hoàn toàn, nó thay đổi hoàn toàn cái tương lai của mình luôn. Từ một con người trong sạch nhưng mà mình dính án các thứ thì nó không hay. Cái chuyện đấy thì mình lo xa thôi, nó khó xảy ra lắm, nhưng mà an toàn và thoải mái là tốt nhất. Nếu còn khi mà mình đam mê mà mình mua về thì mình đắp chiếu ở nhà để mà nẹt đồ các thứ nghe cho nó vui, hoặc lau chùi nó hàng ngày cho nó thích thì cũng được. Tuy nhiên thì điều kiện kinh tế của mình bây giờ để chơi như vậy thì nó cũng chưa phù hợp. Rất là mê rồi, rất là thích rồi. Mình ra cái mục tiêu là mình phải mua mô tô từ hồi cách đây khoảng 7 năm á. Cách đây khoảng 7 năm. Và đến bây giờ thì mình cảm giác là mình đang gần, rất là gần nó rồi. Mình đang rất là gần nó rồi. Nếu như mà chỉ làm cái thú y này á, thì mình nghĩ là mình sẽ không mua được. Cho nên là mấy ngày hôm nay mình rất là trằn trọc, mình suy nghĩ về nó suốt ngày luôn. Và mình nảy ra rất là nhiều ý tưởng kinh doanh, và mình nghĩ là mình sẽ phải nhất đít lên và làm thôi. Mình sẽ làm cái ý tưởng cách đây khoảng 6 năm. Làm đồ ăn nhanh, cho lại đồ ăn mà gần như là thức ăn sệt ấy, xay ra xong cho vào bịch. Nhanh, gọn, tiện lợi, bổ, rẻ. Rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thì nó sẽ thay thế cái thói quen ăn sáng của một số người. Bởi vì như mình rất là muốn thay đổi cái đồ ăn sáng của mình. Mình sẽ chạy cái chương trình đấy. Và mình sẽ cố gắng thử làm ống thông tiểu bán cho mọi người xem là có đủ không. Nếu mà mình bán 1.000 ống thông tiểu là mình có đủ tiền mua xe đấy. Mê quá rồi. Trong vòng 6-7 năm vừa qua, không một ngày nào mà cái háo hức của mình về âm thanh của cái động cơ nó giảm đấy. Lúc nào nó cũng cháy bỏng trong người. Và mình dùng mọi khả năng để kiếm tiền mua nó, một chiếc hải quan chính ngạch. Mê đến độ mà mình nhào ra ngoài, mình làm, mình khởi nghiệp các thứ để thật ra để mua nó. Nó là một trong những mục tiêu lớn của cuộc đời. Và nếu như dưới 30 tuổi mà không mua được xe này thì rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Mình sẽ mua một cái để cho con trai mình, rồi để cho cháu mình, nếu như đủ độ bền. Bởi vì mình xác định là mình sẽ đi hàng ngày luôn. Mình rất là thích đi hàng ngày luôn. Bắt xem đang xem mấy cái clip về mấy cái xe này đây, rất là phê. Ngày nào cũng phải xem để có động lực làm việc tiếp. Công việc rất là mệt, rất là căng thẳng, nhưng mà mỗi khi mà nghe tiếng động cơ của mấy cái xe này thì thật sự là nó tan biến hết. Tự hứa với mình là phải cố gắng mua được một cái. Áo ít gì không còn cái gì hả? Không có gì hết. Không có cảm tưởng với cái đống chất vụn đấy không? Nó không nổ được máy luôn đấy. Cái này cứ ra đường cũng ăn chụp. Để bỏ số tiền ra mua cái xe khác ngon hơn đúng không? Như thịt bò khô luôn. 180 cân thịt bò khô. Giá 600.000 một cân. Bây giờ này làm lại một đống máy đây. Làm lại từ đầu đến cuối. Mình có một cái máy mà nó tệ hơn mình nghĩ rất là nhiều. Bởi vì người chủ xe, người ta bảo là cái xe này nó được 7 trên 10, nó không tốt,
nhưng mà nó cũng không có nát. Mình cứ nghĩ là kiểu như các cấu kiện của nó còn cứng, nó không bị rơ. Ví dụ như nó bị rơ thì cho 6 điểm đi. Nhưng mà không những nó bị rơ mà nó còn bị vỡ, nó còn bị gãy, nó còn bị lỏng, nó bị hàn những cái ốc vào nhau, rồi nó bị gãy ốc, rồi nó bị tùm lum thứ hết. Bán hàng có tâm hiếm, kiếm đồng tiền bây giờ mà chộp giật. Nhưng làm thế được một lần thôi, lần sau ơi về họ không nói làm gì, lần sau cũng như nào kệ. Nhưng mà thật sự vấn đề này khó, vấn đề này mệt. Tất cả các cái tay rên ấy đều được hàn lại, không phải là ốc siết bình thường mà hàn lại, tháo ra bây giờ là phải cưa đứt, và đều đã bị rơ hết rồi, vỗ bị lắc bị kêu hết rồi. Tất cả mọi chi tiết liên quan đến nhớt đều có keo. Cái người mà chét keo như vậy á, mình đánh giá là trình độ trẻ em, trình độ trẻ em, không đến đồng đoàn đâu, trình độ nó quá dở. Cái người mà cuồng keo như vậy họ không hiểu vấn đề. Cái keo nó có thể giết toàn bộ cái động cơ luôn, phá nát động cơ. Tại vì keo nó sẽ chui vào mấy cái kênh nhớt mà họ không để ý, mấy cái kênh nhớt mà thậm chí không có cái ống lót luôn ấy. Keo nó sẽ chui vô, keo chui vô thì tắc mạch nhỏ thì bắt đầu mòn, mòn thì hỏng, hỏng một cái sang hỏng cái thứ hai, lung tung hết. Vậy đấy, quá mệt luôn. Tại vì mình chưa chuẩn bị cho cái vấn đề này, mình chưa chuẩn bị tinh thần. Cái người bán người ta nói là ngon lắm, ngon cái gì mà ngon, cái này là cực kỳ nát luôn, không phải là không nát đâu mà cực kỳ nát. Ôi cuối cùng hàng cũng về. Trời ơi, tận ngày hôm nay cũng rất là bao nhiêu ngày rồi đây, chắc phải hơn một tháng hàng mới tới, gửi từ Mỹ. Cái trục cơ thì gửi từ Úc, nhưng hàng nó tới trước bởi vì là mình đặt cái trục cơ trước. Mới còn luôn, rất là hồi một cái lúc mới tinh tương. Như hàng mới về thật. Lên thu rồi, phải cái này chứ. Trời ơi, lên thu mới cáo rồi. Phê nó lấy đâu là hàng mới vậy ta? Hơi cháy, cái này hơi cháy một tí. Phần chống ngọn vẫn còn. Very good. Ok, xong rồi hết. 1, 2, 3. Ốc máy. Cũng thơm tho. Những cái này nó chưa mòn, rất là ok luôn. Chắc chỉ chạy một thời gian rất là ngắn. Rồi những cái đít này nhìn rất là mới. Đó, thời gian hoạt động nó rất là ngắn. Mọi thứ còn rất là cứng cựa. Nhất là phía sau này. Đây, phần đáy. Chúng ta phải dễ dàng nhìn thấy cái độ bóng của nó, thấy không? Cái độ bóng của nó. Keo lần đầu còn chưa hết, cái rong lần đầu còn chưa được cạo ra này. Sáng như thế này, nó gọi là chất lượng chứ. Đấy, ngon. Ốc này. Sáng trưng hết, ngon lành cành đào. Ê, tuy nhiên thì ở đây cũng có vết luôn, ở đây cũng có vết. Như vậy là mấy ông này cũng không phải là cái gớm gì đâu, mấy ông này tháo không được, xong đục lung tung beng đây này. Chỗ này là công cụ phải đặc biệt mới tháo được cái ốc này. Đây, mấy ông cố này cũng bị lát ở chỗ này nữa này. Đó, thợ này cũng bựa, cũng không phải thợ ngon. Hàng thì mới, nhưng mà lúc mà đưa đồ vào đây tháo ấy, thế là nó lắc vào đây. Đó.
Thợ tây thì cũng xoàng thôi, không có máy móc hỗ trợ thì thợ Việt Nam tốt hơn nhiều. Tăng cam, xin cam, mấy con ốc, không, mấy con ốc này, mấy con ốc và động cơ này phải cỡ này. Đây, các bạn thấy không? Đây là ốc bằng thép, cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, từng chi tiết, đến ngay cả con ốc nó phải xịn sò thế này mới được. Ốc này như kiểu ốc mới tinh luôn đấy, chưa được vặn lần nào hay sao ấy. Bác phê, 12 cây. Ok, để hôm nào có đủ thì mình lắp vào thành cái xe máy chạy chơi cũng được.